Tập 32. Quan giáo hội không tham gia bất kỳ tổ chức nào. Điều này đã viết rõ trong quy định của hội. Nhưng mà cô cũng không thể phủ nhận những gì Tân Tứ Quân đã giúp chúng ta sao? Tân Tứ Quân chỉ đang muốn lợi dụng chúng ta mà thôi, muốn dùng sức mạnh của chúng ta để làm suy yếu người Nhật. Câu này cô có dám nói với lão Miêu ở trên trời hay không? Lão Miêu hy sinh vì quan giáo hội chúng ta, tôi cảm kích ông ấy cả đời. Tôi không phản đối Tân Tứ Quân phái liên lạc viên gì đó tới nêu ra ý kiến, nhưng mà giờ anh là muốn dẫn theo người của quan giáo hội đi theo Tân Tứ Quân. Tôi hỏi anh, quan giáo hội này có còn tồn tại được không? Có bọn họ làm lãnh đạo, quan giáo hội có còn báo thù được nữa không? Vậy là cô nhất mực theo ý mình dẫn tất cả mọi người đi ám sát cô Masu. Cô có từng suy nghĩ nếu như hành động thất bại, mấy trăm người trên dưới của chúng ta đều sẽ vì sự lỗ mãng của cô mà bỏ mạng? Bài học kiểu này chúng ta còn trải qua ít quá hay sao? Ông chủ Dương mở miệng ra là nghĩ cho quan giáo hội chúng ta, nhưng giờ anh lại lấy một người của Tân Tứ Quân làm vợ. Hai người nói xem, mọi người tin anh ta hay là tin tôi đây? Thập Tam Muội, cô nói như vậy là có ý gì chứ? Cô đang bôi nhọ Dương đại ca. Bôi nhọ? Việc cô là vợ anh ta có phải là thật không? Việc cô là người của Tân Tứ Quân có phải sự thật không? Cô, Dương Hữu Tính muốn dẫn người của quan giáo hội đi theo Tân Tứ Quân có phải là sự thật không? Bây giờ tôi muốn hỏi anh, một người suốt ngày đứng về phía người ngoài như anh có thể làm đại đương gia của quan giáo hội được sao? Không thể, không thể. Có thể, có thể. Trật tự, trật tự đi. Bây giờ mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Số phiếu hiện giờ đang bằng nhau. Có vị ủy viên nào chưa bỏ phiếu hay không? Là tôi. Vậy là chúng ta thắng rồi. La Thành, phiếu của cậu có thể quyết định vận mệnh của quan giáo hội này đấy. Cậu nói xem, La Thành của Nam Sơn tôi chiêu mộ dân binh khắp nơi, đánh giặc giết hán giang, nhưng cứ đánh nhỏ như vậy thì làm nên được chuyện gì chứ? Tôi đã gặp được một bán tiên, ông ấy đã xem giúp tôi rồi. Quẻ nói rất rõ ràng, tới quyền võ nghĩa đi theo Thập Tam Muội, như vậy tôi nhất định sẽ làm việc lớn. Được, ba chúng ta không thể cùng chết ở đây được, mọi người còn phải tiếp tục đánh giặc hoàn thành nguyện vọng của chúng ta. Quân Nhật tới rồi, mau đưa đại ca đi đi. Anh nhất định phải báo thù cho các anh em đấy. Đừng để bọn họ. Tiểu Mao, Tiểu Mao, Tiểu Mao. Cô có chắc chắn sẽ giết được cô Masu hay không? Không có. Nhưng mà tôi cũng giống như anh, chỉ có lòng quyết tâm. Muốn làm việc lớn thì phải làm một chuyện thật hoành tráng. Hình như La Thành đang có tâm sự gì đó. Một người vô tư thoải mái như anh đấy có thể có tâm sự gì được chứ? Chị yên tâm đi. Ông chủ, tôi xin lỗi. La Thành, anh đúng là đồ phản bội. Tôi cũng là một chiến sĩ mà. Bình tĩnh đi, chọn hay lắm. Sau này anh theo tôi đi đánh giặc đi. Ông chủ, ban đầu tôi dẫn theo Đại Mao, Tiểu Mao tới quyền võ nghĩa này giống là để đi theo Thập Tam Muội,
Tiếc là bọn họ không đợi được đến ngày đó. Tôi là đại ca của bọn họ. Chuyện này tôi đã hứa với họ rồi. Tôi không muốn làm họ thất vọng. Tôi muốn đi theo con đường riêng của mình. Tôi không muốn làm cái bóng của Dương Hữu Tính. Tôi hiểu rồi. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Chúc mừng Thập Tam Muội một lần nữa làm đại đương gia của quan võ hội. Hay lắm, hay lắm. Xin lỗi nhé, anh đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ tôi muốn tuyên bố lại việc bổ nhiệm, giải trừ vị trí nhị đương gia của Dương Hữu Tính, giao cho Tống Tranh đảm nhiệm. Tam đương gia sẽ do La Thành đảm nhiệm. Còn lại thì không có gì thay đổi hết. Cô điên rồi hay sao? Tôi không có điên. Dương Hữu Tính không thể ở lại quan võ hội được. Tuy là anh ta đã thua tôi, nhưng mà những người ủng hộ anh ta vẫn còn. Chỉ có đuổi anh ta đi thì quan võ hội này mới trên dưới một lòng. Cô biết là cậu ấy sẽ không cản trở gì cô mà. Quan hệ của cô với là cậu ấy cô hiểu rõ hơn ai hết. Sao mà cô có thể như vậy được? Lòng tôi đã quyết, anh đừng nói. Nhất định là cô còn có chuyện gì giấu tôi. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Quan võ hội không cần tới hai tiếng nói. Cô không phải là người như vậy. Quan võ hội nghe lệnh. Rõ. Ông chủ Dương Gia Lâu, Dương Hữu Tính, kể từ ngày hôm nay không còn là người của quan võ hội nữa. Sau này mọi trụ sở của quan võ hội đều không cho anh ta vô. Dương Gia Lâu không còn là cứ điểm của quan võ hội chúng ta nữa. Thập Tam Muội, giải tán. Cô đứng lại cho tôi. Tôi xin rút khỏi quan võ hội. Tôi cũng xin rút khỏi quan võ hội. Chúng tôi cũng rút khỏi quan võ hội. Thập Tam Muội, cô đứng lại đó cho tôi. Cô không phải là người của quan võ hội, có tư cách gì mà ở đây nói chuyện? Tôi là liên lạc viên của quan võ hội. Tôi cũng là học trò duy nhất của lão Miêu. Về công về tư, tôi đều có tư cách. Vừa nãy các cô bỏ phiếu như vậy, theo tôi thấy bề ngoài thì là đang chọn đại đương gia, còn trên thực tế thì đang chọn con đường tư tưởng sau này của quan võ hội, chứ không phải là chọn phe trẻ con như các cô. Thời đại giờ khác rồi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Cái gì đúng, cái gì sai thì chúng ta đều nên nghĩ cho thật kỹ. Nếu thật là như những gì cô nói, kháng Nhật là sư anh dũng mù quáng, vậy thì cô trả lời tôi đi, tại sao trước đây các cô lại thất bại nhiều lần như vậy? Kẻ địch của chúng ta mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Chúng ta muốn chiến thắng bọn họ thì phải dùng kế, dùng chiêu trò, chứ không phải là liều lĩnh. Tình hình của Tân Tú Quân chúng tôi hiện giờ cũng không khác quan võ hội là bao. Đối diện với kẻ địch mạnh tới như vậy, tại sao chúng tôi lại kiên trì được? Đó là bởi vì lãnh đạo của chúng tôi chịu nghe ý kiến của quần chúng. Có một câu nói này rất hay: tên thợ rèn cũng hơn một gia cát lượng. Tất nhiên, vì nãy ở trong phòng không chỉ có ba người, bọn họ cũng không phải là thợ rèn. Nhưng mà chỉ khi chúng ta tập trung toàn bộ sức mạnh lại mới có thể chiến thắng được kẻ địch, cô có hiểu hay không? Đông Phương cô nương, cô đừng có ở đây diễn giải nữa. Có gì thì nói thẳng ra đi. Được, tôi nói cô nghe. Cái mà quan võ hội cần là một lãnh đạo lòng dạ rộng lượng, chịu nghe ý kiến của mọi người, chứ không phải là chỉ biết làm theo ý mình, độc tài chuyên chế như cô. Cô đã nói đủ chưa? Đông Phương Yến, tôi nói cô nghe, mấy lời dễ nghe thì ai mà chẳng nói được. Chuyện của quan võ hội chúng tôi không cần một ả cộng sản như cô lắm lời. Thập Tam Muội, cô có biết vì bảo vệ quan võ hội các cô mà Tân Tướng Quân đã dùng bao nhiêu lực lượng đi giết Kimura Takeshi, bao nhiêu người phải hy sinh trong quá trình này chứ? Lẽ nào đây là Tân Tướng Quân chúng tôi đang âm mưu lừa gạt quan võ hội các cô hay sao hả? Tôi nói cô nghe, cô đã sai rồi. Trước giờ chúng tôi chưa từng mong các cô báo đáp chuyện gì. Chúng tôi chỉ hy vọng các cô đừng đã sai càng sai thêm nữa, đừng để nhiều sinh mệnh vô tội phải hy sinh. Cô có hiểu hay không hả? Kháng Nhật không phải là chuyện ngày một ngày hai, vội vàng ắt sẽ hỏng chuyện. Cô tự mình suy nghĩ đi. Tất quan tiền.
tôi không sống nổi nữa rồi. Không cần đâu, anh không cần phải chết. Nhiệm vụ của anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Mật hiệu của anh là rắn đuôi chua. Chị thấy là thành đó, mở hộp gấm ra, bên trong có một quả trứng vàng, bên cạnh là một phong thư gấm, bên trên còn có dòng chữ: có qua không có lại là vô lễ. Nói thì chậm chứ lúc đó thì nhanh lắm. Lúc đó, đại ca nhìn kìa, cũng không biết là anh hùng phương nào nữa, 18 năm sau sẽ lại là một hảo hán. Anh hùng lên đường bình an. Không đúng, người này nhìn quen quá. Đúng là người quen thiệt. Các anh em đi theo tôi. Cách qua bên đó, những người còn lại đi theo tôi. Đợi đã, đợi đã. Cậu là La Thành. Tất Quan Tiền ơi là Tất Quan Tiền, đã nhiều năm như vậy rồi, sức khỏe của anh vẫn tệ như vậy đó. Nếu không phải tôi đang bị thương, tôi còn có thể đánh 200 hiệp nữa với cậu. Anh cứ ở đó mà chém đi. Chỉ một đòn sông long xúc thủy của tôi đây, để tôi tặng cậu chiêu khỉ trộm đào. Anh đem tốt, anh đem tốt, anh đem tốt, anh đem tốt. Hữu Tính à, chúng ta tự mình đi đi. Thẩm Tam Muội cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Nếu cô ấy đã không tin chúng ta, vậy thì cắt đứt tại đây luôn đi. Đằng nào thì ban đầu anh cũng là bị ép cho nên mới gia nhập Quan Võ Hội mà. Vừa hay không ai đợi ai hết. Dương đại ca, Dương đại ca, Tân tướng quân gửi thư tới. Đồng chí Dương Hữu Tính, tình hình của Quan Võ Hội các cậu tôi đã tìm hiểu được qua báo cáo của đồng chí Đông Phương Yến rồi. Để chống lại chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, tôi hy vọng rằng mọi người có thể tiếp tục cắm rễ ở huyện Võ Nghĩa, tiếp tục thuyết phục Thập Tam Muội, với điều kiện giữ bảo vệ được bản thân mình. Quan Võ Hội lúc này tuyệt đối không thể chia rẽ nội bộ. Hai người thấy sao? Dương đại ca, tôi thấy chính quyền nói đúng đó. Tôn chỉ của đảng chúng ta là đoàn kết tất cả các sức mạnh có thể đoàn kết, cùng nhau kháng Nhật. Ở huyện Võ Nghĩa, Quan Võ Hội là chủ lực kháng Nhật, chúng ta không thể từ bỏ được. Thú vị thật đấy. Người bảo chúng ta rút là các cô, bây giờ bảo chúng ta ở lại cũng là các cô. Tôi thật sự rất muốn biết xem chính quyền dân chấn đó của các cô đang nghĩ cái gì. Có phải là chúng tôi không dẫn người qua đó, anh ta sẽ không chấp nhận chúng tôi hay không? Tiểu Lộ, chị Bạch Lộ à, chuyện lúc nào ra lúc đó mà. Nếu như bây giờ chúng ta từ bỏ, thì khác nào đặt hết an nguy của Quan Võ Hội vào tay một mình của Thập Tam Muội. Hơn nữa, nếu như chúng ta không giúp bọn họ, vậy thì còn ai có thể giúp bọn họ được đây? Ai muốn giúp thì giúp, chúng tôi không đi. Tiểu Lộ à, Yến Tử nói rất đúng, chúng ta đều không thể đi. Cô ấy nói gì cũng có lý hết, còn em nói gì cũng không đúng. Vậy thì em đi. Tôi xin lỗi, lúc nào tôi cũng gây rắc rối cho mọi người. Không sao đâu. Thực ra thì biết tin Thập Tam Muội về đây thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho tình hình như hiện giờ rồi.
chỉ là lời của chính Quỷ Dương đã củng cố thêm cho suy nghĩ của tôi mà thôi. Nhưng đại ca, anh đừng trách tôi nhiều lời. Thực ra tôi thực sự cảm thấy tư tưởng và tính trách nhiệm của anh ngày càng giống với đồng chí của đảng chúng tôi hơn rồi. Nếu Thạch Tam Muội đã không nhìn rõ tình thế, vậy thì anh gia nhập đảng Cộng sản đi. Giống quy tắc cũ, tôi sẽ là người giới thiệu giúp anh. Sau đó như vậy cũng tiện để anh đi kêu gọi quần chúng hơn. Cô đúng là lúc nào cũng không quên chiêu mộ nhân tài hết cho tổ chức của cô. Lẽ nào như vậy không tốt? Lúc nào cô cũng nói đảng các cô, chính quỷ các cô. Tôi thật sự rất muốn biết hiện giờ bọn họ đang ở đâu đấy. Ở sông Tiểu Thương. Đối diện sông Tiểu Thương có một thôn Thương Hà. Bọn họ ở đó tự mình làm chủ, chia đất cho người dân. Bình thường bọn họ cũng cùng nhau lao động. Khi thật sự có hành động, bọn họ sẽ buông cày cuốc xuống mà cầm súng lên. Nhưng đại ca, anh thật sự nên tới đó xem thử. Tôi sẽ gia nhập đảng Cộng sản, nhưng không phải bây giờ. Tại sao vậy? Bây giờ thì tôi vẫn chưa đủ tư cách. Nhưng mà tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày tôi sẽ có đủ lòng tin. Tôi sẽ đợi tới ngày đó. Vậy tôi đợi anh. Tôi... ý tôi là tôi đợi anh gia nhập đảng của chúng tôi. Ông chủ à, hình như ngoài phố xảy ra chuyện rồi. Thì đã bị bắt. Cậu cười cái gì? Trước đây buồn cười tới vậy sao? Lão Tức, không phải tôi nói anh chứ, anh xui xẻo tới như vậy còn làm chuyện lớn gì nữa. Anh về Nam Sơn đi. Tôi không làm được chuyện gì, sao người của quan võ hội có thể biết tôi được chứ? Ai mà biết hiện giờ người của quan võ hội đang ở đâu? Ở đâu ư? Ở ngay trước mắt của anh đây này. Dẹp cậu đi. Sao vậy? Anh không tin tôi hay sao? Tôi nói anh nghe, tôi không những là người của quan võ hội, mà còn là tam đương gia. Có đỉnh hay không? Đỉnh lắm. Tôi thấy cậu sắp chém gió tung nóc nhà rồi đấy. Anh gọi tôi một tiếng anh rồi cầu xin tôi đi. Nó không chừng tôi sẽ cho anh vào hội đấy. Thôi đủ rồi nha, cậu đừng có đùa với tôi nữa có được không? Tôi định ở lại chỗ của cậu dưỡng thương vài ngày thôi. Đợi vết thương lành, tôi vẫn phải đi giết vài tên người Nhật. Tôi không tin bậc cửa của quan võ hội là cao đến như vậy.
Tôi không đùa đâu. Cậu nói thật sao? Cậu thật hơn cả vàng bạc nữa. La Thành nè, tôi biết là cậu rất thích đùa. Chuyện này tôi không đùa với cậu đâu. Lão Tất, chuyện này tôi thực sự không có lừa anh. Người anh em La Thành, tôi nói cậu nghe, đứng lên đi. Nếu cậu thực sự là người của quan võ hội thì cho tôi gia nhập quan võ hội đi. Tôi phải báo thù cho các anh em của tôi. Thật mà, người anh em, anh làm vậy đột ngột quá. Đứng lên đi rồi nói. Cậu nghe tôi nói trước đi. Tôi biết là chỗ các cậu rất khó vào. Ai nấy đều là đại nùng hết. Ai nấy đều là cao thủ. Nhưng mà tôi, cậu phải tin tôi chứ, đúng không? Quan võ hội không phải là ai cũng lợi hại như tôi đâu. Anh đứng lên đi rồi nói có được hay không? Chúng ta đứng lên rồi từ từ nói. Có gì từ từ nói. Người anh em, cậu nghe tôi nói đi. Tôi muốn gia nhập quan võ hội, không cầu danh tiếng. Chỉ cần có thể gia nhập quan võ hội thôi, để báo thù cho các anh em đã chết của mình. Cậu muốn tôi hầu hạ các cậu thế nào cũng được. Tôi muốn báo thù cho các anh em của mình mà. Nếu là bình thường thì chỉ cần một câu nói của tôi là có thể nhập hội rồi. Nhưng mà thời điểm bây giờ không ổn lắm. Người anh em, cầu xin cậu đấy, có được không? Tôi rất ít khi cầu xin ai. Tôi cầu xin cậu đấy. Thôi được rồi, anh để tôi suy nghĩ đi nha. Không đúng. Thời gian có chút không đúng. Chỗ nào không đúng? Chẳng đúng chỗ nào cả. Tiểu Lộ, em không giận nữa hay sao? Em có thể giận anh cả đời được chắc. Mọi người nhìn chuyện này đi. Đại đương gia này vừa mới chỉnh đốn quan võ hội xong. Đừng đại đương gia này đại đương gia kia nữa. Cô ta có phải là đại đương gia của chúng ta đâu. Thì lâu rồi cho nên anh cũng quen ấy mà. Anh muốn gọi sao cũng được. Yến Tử, cô thử nghĩ xem. Xe tù chỉ có hai tên lính giật áp giải, lại bị La Thành nhìn thấy ngay trước khi Thạch Tâm Bụi ám sát cô Bách Xuân. Chuyện quá khác thường, ác phải có vấn đề. Nguyễn Võ Nghĩa chúng ta có từng xuất hiện chuyện cướp xe tù bao giờ chưa? Không được, tôi phải đi nói với cô ấy. Anh đứng lại đó cho tôi. Anh không được đi. Tôi, chị Bạch Lộ, cho dù là Tiểu Lục Tử đi cũng còn tốt hơn anh nhiều. Mọi người đừng có làm loạn thêm nữa mà. Chuyện này vô cùng quan trọng đó. Tôi nhất định phải nói để đại đương gia chú ý. Các cô đi, cô ấy sẽ không nghe lời các cô đâu. Bây giờ anh đã không còn là người của quan võ hội nữa rồi. Phải đó. Hơn nữa Thạch Tam Muội đã nói rồi, chỉ cần anh xuất hiện ở địa bàn của quan võ hội, bọn họ sẽ cho người đánh anh. Nếu được cô ấy đánh tôi một trận mà đổi lại được tính mạng cho mọi người, vậy thì tôi bị đánh cũng đáng lắm. Dù đâu đâu phải để cô ta đánh anh. Không được, chuyện này cứ để tôi đi. Tuy bình thường cô ta nhìn tôi không thuận mắt, nhưng mà có thế nào tôi cũng là liên lạc viên của quan võ hội. Cô ta không dám trở mặt với tôi đâu. Ông chủ à, anh đừng đi nữa mà. Hữu Tín, anh cũng đừng nóng. Tuy Thạch Tam Muội rất cứng đầu, nhưng mà cô ấy không phải là kẻ ngốc. Nếu đây thực sự là kế hoạch của người Nhật, cô ấy nhất định sẽ có thể điều tra ra. Anh cũng đừng gánh hết mọi chuyện trên vai của mình nữa. Đây không phải là La Đương Gia hay sao? Hôm nay tới ăn hay là tới phá quán thế? Lục Tử, cậu đừng như vậy nữa mà. Lúc nào cũng khích tôi hết. Tôi có chuyện cần tìm ông chủ. Cậu còn mặt mũi gặp ông chủ nữa hay sao? Tôi biết là mọi người rất ghét kẻ phản bội là tôi, nhưng mà chuyện này thực sự rất quan trọng. Không phải cậu rất có chủ kiến hay sao? Sao đây, bây giờ gặp chuyện khó khăn không biết phải làm sao hả? Mọi người đều biết hết rồi hay sao? Đừng nói tới Dương Gia Lâu, cả Võ Nghĩa đều biết La Thành cậu đi cướp xe tù rồi. Có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Cậu còn không thích nghe nữa hay sao? Vậy tôi xin lỗi cậu nhé. Được, tôi đi là được chứ gì. Ông chủ nhờ tôi gửi tới cậu ba chữ. Ông chủ nói trùng hợp quá.
Rốt cuộc thì tôi phải làm sao mới có thể gia nhập đây? Cậu nói gì đi chứ? Lão Tất à, xin lỗi nhé. Chuyện anh có gia nhập hội hay không, tôi không quyết được đâu. Tôi hiểu rồi. Không sao, là cấp trên của cậu không cho tôi gia nhập chứ gì. Không sao, không sao. Mấy ngày nay làm phiền cậu rồi. Bây giờ anh tính đi đâu? Tôi có thể đi đâu được chứ? Không thể qua cậu mà đi đường tắt được. Vậy thì tôi sẽ nghĩ cách ngu ngốc của tôi. Tôi biết. Thật đấy, kiếp sau tôi nhất định sẽ báo đáp. Bảo trọng nhé. Tôi không tin là người của bọn họ mới là người mình. Anh em của La Thành tôi thì lại bị nghi ngờ. Anh cứ chờ đi, tôi sẽ đi tìm đại đương gia. Tất quan tiền có đáng tin không? Trước đây là anh em, sau này thì lãng mất nhau một thời gian. Bây giờ thì cũng hơi khó nói, nhưng mà theo như kinh nghiệm của tôi thì người này đáng để tin tưởng. Nhưng mà thời gian người này xuất hiện cũng trùng hợp quá rồi. Ý của đại đương gia là tôi phải thử anh ta. Lão Tất, dậy đi. Anh cũng may mắn thật đấy. Thế nào, thành công rồi hả? Thành công rồi. Anh làm sao vậy? Phải vui lên đi chứ. Còn khóc nữa, xem anh kìa. Người anh em, tôi thay mặt các anh em đã chết của mình, tôi cảm ơn cậu. Lão Tất, anh mau đứng lên đi. Đứng lên, cái tật hở tí là quỳ này. Anh học ai vậy chứ? Phiền chết đi được. Không quỳ nữa. Chúng ta không ai phải quỳ nữa. Đúng vậy, không quỳ nữa. Đúng rồi, lần này Thạch Tâm Bụi muốn đích thân gặp anh. Nhớ kỹ, địa chỉ chính là... Thạch Tâm Bụi muốn gặp tôi, số 2 đường Liễu Thụ. Thạch Tâm Bụi, phải Thạch Tâm Bụi. Là giả đấy. Giả ư? Mà tại sao vậy? Thập Tam Muội không ngu như vậy đâu. Lần này chỉ là đang thử anh thôi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Anh cứ giờ như không biết gì đi. Cứ tới đó là được. Tôi nghĩ người trong căn nhà đó sẽ không phải là Thập Tam Muội đâu. Chắc là cô ta sẽ nấp ở đâu đó quan sát anh. Tiểu nhân hiểu rồi. Nhớ kỹ, sinh bệnh của anh, cậu phải xem anh có thể lấy được lòng tin của đám người đó hay không đấy. Dạ. Đi đi. Thập Tam Muội. Đại đương gia, tôi đã điều tra rồi, xung quanh không có mai phục.
Đôi khi cá không cắn câu là vì mồi nhử chưa đủ lớn. Vậy thì thử tiếp đi, tìm cơ hội rồi thử sao. Được. Mình nhất định phải nhắc nhở mọi người, dù gì bọn họ cũng là đồng đội của chúng ta. Nếu chị hơn thua với thập tam muội mà từ bỏ thì khác nào hại chết bọn họ chứ. Như vậy thì cả đời mình cũng không thể nào tha thứ cho bản thân. Xin lỗi, lại làm mọi người lo lắng nữa rồi. Anh tới đây vì chuyện của Tất Quan Tiền. Thì ra người đó tên là Tất Quan Tiền. Tôi đã thử anh ta rồi, cũng tạm được. Nhưng mà để đảm bảo, tôi vẫn phải thử thêm một lần nữa. Có thử bao nhiêu lần cũng không được đâu. Tại sao vậy? Bởi vì không để cô xảy ra chuyện. Dương Hữu Tính, có phải anh cảm thấy ai thiếu anh cũng không sống nổi hay không? Cô chưa từng nghĩ sao? Cô sắp hành động rồi. La Thành vừa mới vào quan võ hội đã gặp chiến hữu cũ của mình. Chiến hữu này là vừa mới thoát khỏi xe tù mà 3 năm chưa từng bị cướp lần nào của người Nhật. Không kỳ lạ hay sao? Con người sống trên đời đâu thể nghi ngờ mọi thứ như vậy được. Tôi chỉ đang nghĩ cho quan võ hội thôi. Nếu như người này thật sự do người Nhật phái tới, cô còn cả quan võ hội nữa, đừng ai hòng sống sót hết. Tôi muốn thu nhận Tất Quan Tiền, không phải là nhắm vào thực lực của anh ta, mà chính là làm cho La Thành xem thôi, để thể hiện sự tin tưởng của tôi với anh ta. Quan võ hội chúng tôi nhất định phải đoàn kết, phải thống nhất, tuyệt đối không được có tư tưởng riêng lẻ. Có như vậy mới có thể đoàn kết một lòng. Những gì cô nói tôi đều hiểu hết. Tôi chỉ muốn hỏi cô, nếu Tất Quan Tiền này thật sự là do người Nhật phái tới, vậy thì cô phải làm sao? Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó được. Tôi sẽ không nhìn nhầm người đâu. Vậy là cô đã nhìn nhầm tôi. Cô nghĩ tôi sẽ lôi kéo quan võ hội về phía Tân Tú Quân, vậy cho nên mới đuổi tôi ra khỏi quan võ hội. Lòng tin bao nhiêu năm qua của chúng ta không đáng lấy một xu hay sao? Dương Hữu Tính, anh nghĩ nhiều quá rồi. Không phải tôi đã nhìn nhầm anh, mà là tôi căn bản chưa từng nhìn anh, cũng không cần phải nhìn. Bởi vì tôi biết anh là người mình. Vậy cô nói tôi nghe đi. Tại sao? Chỉ là vì tôi không cần anh nữa thôi. Đây không phải là lý do. Tôi muốn nghe cô nói thật. Sau này anh sẽ biết thôi. Tôi muốn biết ngay bây giờ. Dương Hữu Tính, trước đây tôi đã nói rồi, không cho phép anh bước vào quan võ hội nửa bước. Bây giờ chỉ cần anh chạy thôi. Nếu như anh còn không đi, phi tiêu này của tôi sẽ gọi người tới đấy. Đứng lại, đừng chạy. Với chắn vẻ này còn muốn làm lão đại quan võ hội hay sao? Tôi phải đánh chết cậu. Qua đây. Người đâu? Đuổi theo. Đứng lại, đừng chạy. Đi thôi. Anh đừng cử động nữa. Yến Tử à, hôm nay may nhờ có cô đấy. Anh nói xem, đám người bọn họ ra tay cũng mạnh quá rồi đấy. Mà anh cũng vậy nữa. Đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng có đi rồi. Trước đây không phải đã nói để tôi đi rồi hay sao? Anh lại một mực tự đi. Bây giờ thì hay rồi. Bị đánh một trận, trong lòng đã thoải mái hơn chưa?
xem anh bị người ta đánh tới mức nào kìa. Tôi đã ở quan giáo hội lâu như vậy rồi, không buông bỏ được. Đồng chí Dương Hữu Tín, có phải anh không có lòng tin vào tôi hay không? Anh hừ cái gì? Đau lắm đấy. Tôi biết là anh không tin tưởng tôi, nhưng mà có thế nào thì tôi cũng là người liên lạc mới của quan giáo hội này. Bọn họ không dám làm gì tôi đâu. Anh không nghe lại muốn tự đi, bây giờ thành ra như vậy. Mà anh còn không tin tôi nữa. Được, lần sau tôi sẽ nghe cô, nhất định sẽ nghe theo cô. Anh cứ ở đó mà qua mặt tôi đi. Tôi đã nói là đau rồi mà. Chỗ này có đau không? Mạnh hơn một chút nữa đi. Đúng rồi, mạnh hơn chút. Thổi một chút đỡ hơn nhiều rồi. Anh đừng có cử động mà. Hữu Tính à, bất luận thế nào anh sẽ không để cho cô ấy chết, ngay cả phải cược cả Dương gia lâu chúng ta hay sao, còn cả quan giáo hội nữa. Lúc này em đừng nhắc tới quan giáo hội với anh, cũng đừng nhắc tới cái gì mà nhị đương gia. Anh không nghĩ nổi đâu. Em hỏi anh, có phải anh đã thích cô ấy rồi hay không? Cô có tổ chức của mình, có đảng của mình, còn tôi thì chẳng có gì cả. Tôi chẳng có gì cả. Ban đầu lẽ ra tôi còn có Hữu Tín, cô còn muốn giành anh ấy với tôi nữa. Vết thương của anh không sao chứ? Anh không sao đâu, em yên tâm đi. Anh tới là để nói cho em biết một chuyện. Bất luận xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ không rời xa em. Nhưng mà anh và Yến Tử thì sao? Em không giống như cô ấy. Em là em gái của anh. Em không muốn, em không muốn chỉ là em gái của anh thôi. Có một vài chuyện chúng ta không thể nào thay đổi được đâu em. Cưỡng cầu chỉ tổ gia tăng đau khổ cho bản thân. Em chỉ cần nhớ rằng em là người thân quan trọng nhất của Dương Hữu Tín này. Như vậy là đủ rồi, em hiểu không? Em hiểu. Nhưng mà em vẫn không cam tâm. Em không cam tâm.
Chị Bạch Lộ, chị nói đúng. Em có tổ chức của mình, có đảng của mình. Em tới huyện Võ Nghĩa là để hoàn thành nhiệm vụ. Em không thể chỉ nghĩ cho tình cảm cá nhân. Bánh bao tới rồi đây. Cậu nóng hổi ăn đi. Vừa ra lò luôn đó. Bánh bao thịt sao? Phải rồi.